tên của Võ Nga nha. Hôm nay thì Nga vừa mới bỏ con cá vào chiên rồi mọi người. Còn ở bên đây là cái còn đây là nồi thịt luộc và xúc xích mẹ Nga vừa mới luộc xong nè mọi người. Bây giờ thì Nga sẽ đợi cho cá nó chiên vàng chín nè. Rồi mẹ Nga sẽ cắt thịt và sắp rửa rau, sắp rau ra mâm. Và mời tất cả mọi người cùng ăn cùng Nga với mẹ nha. Wow, con cá của mình nó chín vàng ươm luôn mọi người ơi. Ngon quá, hấp dẫn quá. Đây mẹ Nga đang xắt thịt nha mọi người. Hôm nay Nga và mẹ sẽ ăn bánh tráng với lại thịt luộc, xúc xích và cá chiên. Hôm nay mình thấy con cá bự quá, mình đựng trong cái mẹt bự chà bá luôn mọi người. Ngon quá, nghe mùi thịt thơm quá. Đây, con cá chín vàng mọi người ơi. To. Rồi, sắp vậy nè, sắp tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ sắp rau lên và đem ra ngoài đồng ruộng và cùng ăn với mọi người nha. Rồi, hello mọi người nha. Hôm nay Nga và mẹ đi dã ngoại ăn uống ngoài bên cạnh dòng sông nha mọi người. Cảnh rất đẹp luôn mọi người ơi. Hello. Chào chị và các bạn. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Nga và mẹ đi dã ngoại nè mọi người. Cảnh rất là đẹp luôn. Hôm nay kiếm được một địa điểm mới. Hôm nay Nga và mẹ sẽ ăn cái mẹt bánh tráng này nha. Gồm có thịt luộc nè, xúc xích luộc nè và cá chiên, rau sống. Mời anh chị và các bạn cùng dùng với mẹ con mình nha. Mời tất cả mọi người nha. Dạ. Rồi bây giờ Nga và mẹ sẽ mời tất cả mọi người cùng dùng bánh tráng với lại Nga và mẹ nha. Một ngày mới mình xin chúc cho anh chị và các bạn gia đình được sức khỏe, bình an và làm ăn được thành công trong mọi công việc nha. Giờ mời anh chị và các bạn cùng dùng bánh tráng với mẹ con mình.
Rồi bây giờ Nga sẽ cuốn một miếng dưa leo nè, xúc xích nè, rau răm nè, thịt luộc nè, và rau nè, rau đầy đủ rau luôn mọi người ơi. Có rau răm nè, đây là lá đinh lăng, rồi rau càng cua nè, rau xà lách nè, xà lách rất là tươi luôn, nhất cá, có bắp cải nữa, bắp cải trắng. Mình làm rau ăn cũng rất là ngon đó mọi người, lắm mà đề nữa nè, mà đề lắm ơi. Rồi cá nữa chứ, cá quên nữa chứ, dưa leo nữa, dưa leo rồi. Cá này nó cũng có cái xương xương nhỏ nhỏ nhiều nè mẹ, ăn coi chừng nha. Dạ, dễ xúc xích. Đúng rồi, anh Tấn anh nói cá này có chữ y nhiều nè mẹ. Hồi xưa ăn lâu quá đâu có nhớ, nay mười mấy năm mới ăn lại cho nên quên có mất, không nhớ gì hết. Xương nhỏ nhỏ như vậy. Có ăn lên không nhớ, quên, ăn lâu quá rồi, ăn hồi tính ra nay cách nhà mười mấy năm rồi. Mà từ hồi còn đẳng tới giờ mười mấy năm mới bắt đầu mới ăn lại cho nên là đẳng nhớ. Con cá rất là bự mọi người, nó hơn 1 kg đô đó mọi người, rất là bự, nghe thấy ngon quá. Hôm nay làm bánh tráng ăn thử, cá này cũng lâu lắm rồi mình mới ăn lại. Ăn gì mình thường xuyên ăn lắm là mình bỏ, là mình bỏ 10 năm mười mấy năm em mới ăn lại là đời luôn. Rồi mời cả nhà nha, cái bánh tráng này nó mỏng cũng rất là ngon luôn, cuốn nó dẻo lắm. Mời anh chị và các dạ, bạn nha. Rồi mời cả nhà nha. Ngon quá. Nước chấm cũng vừa ăn lắm mọi người. Rau thịt cá kết hợp lại ăn rất là ngon, quá đã luôn. Ngon hết sảy. Ngon. Đầy đủ rau. Có nhiều rau nó cũng hòa quyện ngon. Có lá rằm nữa cũng thơm thơm. Coi như ở đây là dưa leo, xà lách, đinh lăng. Thấy vậy đẹp, chứ cả chục loại rau hơn á. Cần cua, giúp cá. Bắp cải, lá mơ, nãy là quên nữa, đi hái lá đa bằng lăng mà quên, 8-9 hộp, cái lại lá tần nữa. Hồi nãy giờ đi hái thêm hay là hai ra thứ rau nữa, chạy như cái 8-9 thứ. Ngon lắm. Ngồi đây cũng mát mẻ lắm mọi người. Ngày mưa xong mà không mát sao được. Mọi người thấy bữa nay có gì mới không? Nga mới đi làm lại bộ đầu tóc mới. Mới sắm cái đầu mới. Để mà ăn Tết, chuẩn bị ăn Tết. Cũng quăng quăng quéo quéo cho có giống người ta. Nga hết tóc dài lắm, Nga nuôi tóc dài lâu lắm rồi mà bữa nay chị hôm qua hôm kia chứ Nga đi làm cái chị làm chị cắt luôn, tính cắt ít thôi mà chị cắt lên 1 phút luôn, ổn quá. Để người ta làm lúc nào ta muốn cắt cho ngắn để ít hao thuốc người ta, mình muốn ít vậy người ta cũng không chịu nữa. Ví dụ mình đã cắt nhiều đây là hầu quốc phải hoại gan không, không bao giờ ta chịu theo ý. Ông bữa dài lắm, với lại uống nó quăng nó cũng giật tóc lên nữa mẹ. Được nên nhưng mà tóc cũ không có yếu đâu, tại vì lâu lắm rồi, mấy năm mà không có làm tóc, chỉ còn màu nhuộm thôi chứ không có hư. Tóc mình thì cũng mình để già luôn, không có cắt. Tóc mẹ còn quăng khỏi uống là 3 năm à. Mấy đứa cháu suối nó về uống thì cắt ngắn rồi không, vậy là
khác người ta. Tại vì uống ngắn là mình đã uống rồi. Mình uống nay là bao nhiêu năm nay rồi. Hồi xưa người ta tóc dài, giờ người ta uống tóc ngắn. Còn mình á thì giờ mình để dài. Mình không uống nữa, có uống cũng uống dài. Mình khác con, người ta. Con cũng để dài, chứ con uống cái đuôi. Mình dưỡng này 3 năm rồi. Là mình dưỡng luôn chứ không cắt. Còn dưỡng mấy năm cả. Đúng rồi. Trước có bầu tới mấy đứa nè, 2 tuổi luôn à, dưỡng mấy năm trời. Giờ mà lớn tuổi ít có người tóc dài. Kiến, tóc kiến, ngắn nè, kiến nó lận nó ha xương. Dục ra xa ra. Ít có tới người tóc dài lắm, còn giờ tóc ngắn không? Tóc ngắn tóc quăng được hả? Tóc ngắn thì dễ chải, dễ dưỡng đồ, không có dưỡng cực. Tóc dài vậy chứ cực đó mẹ. Ừ. Hồi xưa là dưỡng mình để tóc dài không có được đó nha. Nó qua cái chặng của nó là mình cảm thấy đầu mình nó nặng nề, nó khó chịu phải cắt. Mà giờ thì để quen rồi, để được luôn rồi, cho nên là không cắt nữa. Với lại tóc uống á, mà mình dưỡng cũng cực hơn tóc hẳn, tóc suông nữa mọi người. Mình dưỡng cho nó quăng nè, và nó không có khô sơ nữa, rất là cực luôn. Chứ không phải là mình uống là uống không đâu, khó lắm. Dưỡng rất là cực. Rồi nha mời mọi người cuốn thứ hai nha. Có tiếng chim hót dưới lò. Nghe vui tai. Làm mình ăn cũng cảm thấy ngon miệng. Rồi đó, xung quanh cánh đồng bướm bay lượn tùm lum luôn. Đẹp lắm. Bữa nay cánh đồng lúa người ta gặt hết rồi mọi người ơi. Gặt hết rồi, không còn lúa để quay. Giờ máy đang trục chuẩn bị, chắc người ta xuống vụ mới sao. Mình chỉ kịp quay được mấy clip mà. Trời là... ơi, nãy giờ tôi quên ăn lớp mơ nha. Lớp mơ là quá ngon luôn mà thiếu lớp mơ. Cái lớp cần cô còn. Đem rau đi hơi gì ít. Ừ. Tại vì cái mẹt này thấy đầy rồi mọi người. Cứ còn rau nhà dữ lắm. Còn một rổ dùm chồm hết ít. Với lại mình cũng bận công việc nữa, nên là tuần quay được mấy bữa chứ không có đi thường xuyên. Mày ăn lá rồi cài thế này, nó cứ cuốn gì. Con đâu có sợ cài. Nó ngủ đồ. Bụng nó bơ. Nó sạch chưa? Rồi. Nè,
Thấy không, con nói con nhớ không còn. Thôi bỏ đi. Nhưng mà cũng thấy đường đó. Mình không thấy đường. Thì trước mắt mà không thấy. Mình chị và các bạn nữa nha, cúng nữa đi. Đó là chồng mà ăn cục hả mẹ? Trơm trơm ghê á. Ở lòng bờ ao cực ghê không? Phải cưa cây dừa cắm vô xuống dưới. Thôi bờ bao nè. Bờ mưa nè. Sợ nó sạt lở. Xong rồi mạnh mạnh lưới. Mạnh mạnh lưới trong xong rồi cây dừa cưa khúc 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 khúc. Bắn đều cực ghê. Con anh giặt mà bầu bầu còn trải đá xanh mà cục mà loại 46 rồi bằng cầm tay một chân nữa trải cho ép dễ nó không có lỡ sợ. Thôi tôi ăn bữa mà ăn ghét ghét xương xương ngồi trong gặm lặt ăn luôn bì bên kia nữa cho xong phải lòng. Bữa chiều mới một cuốn tráng nè, thấy cũng no no được rồi. Bữa chiều con sáng cuốn bài cuốn bên tráng sáng thôi thấy ẩm giờ thôi ấy là nhai luôn cho lặng mà tính cái khác. Nhưng mà tin có ẩm là ăn sáng nữa, ăn ẩm sáng có bánh mì. Chưa hết ẩm nó đi rửa, rửa. Đây là gặp cháu lặng, không ăn, không chạy. Cháu lặng nữa, muốn riêu. Chạy đi ăn lặng vòng vòng chạy riết. Ăn phở, bún bò đại. Đây cũng ăn hả, không làm đâu quá. Muốn riêu cháu lặng. Lâu lâu có ngày tụ tập bạn bè quay sẽ giờ rồi Tết dưng rồi. Ở đây cũng thấy người ta trồng bắp đó mà. Có anh giải ra mấy cây. Riêng giường. Đây đây. Con cá này bự hồi nãy nữa. Trời ở đông lắm á.
qua là xét. Khác nghỉ ăn này hả? Ừ. Rau cũng hết, nước mắm cũng hết. Còn nè. Trời ơi, nước mắm sao chết con nhiều nữa. Ăn đi. Thôi. Ăn bự luôn. Ăn bơm bự phải không? Ở đây có nhiều rau trai lắm, chút mình hái rau trai này về luộc ăn nè các bạn. Bên kia nè mẹ, bên kia non cả. Ừ, chút hái quá chừng rau trai. Hái về về luộc một chút mẹ hái thì con quay trong mé. Rồi mình ăn thôi, con gái tới giờ đâu có đâu anh. Con gái ở nhà gần, ở nhà trước sân nhà nó có mặt. Ở đây bướm bay dập dìu luôn nè mọi người. Quá chừng bướm luôn. Chắc nay ba mấy năm mới ăn. Đây mẹ Nga thấy đám rau trai này ngon quá mọi người, cho nên hái một ít về luộc ăn cho mát. Coi chừng té mẹ ơi, đi xích xích vô. Đó, rau trai mọc ven ở đây nè mọi người, rất là ngon luôn, rất là non nè mọi người. Đó, mình cũng không biết ngắt nè, mình ngắt đại khúc nè. Mẹ nghe nói rau này ăn rất là mát nè mọi người. Đó. Ồ, đó chén nước mắm nãy mình mới làm đó. Ngon quá mọi người ơi. Non mướt à. Nhìn thấy non thấy ham ghê luôn á. Wow, tàu to quá mọi người ơi. Tàu lớn quá mọi người ơi. Còn ở phía dưới đây nè, nghe thấy rong á mọi người. Rong rêu gì mà nó nổi đỏ đỏ nè. Có chừng luôn. Bên xa xa kia thì có một cây cầu. Nắng lên nè mọi người ơi.
Rồi bây giờ Nga với mẹ sẽ ăn la sét rồi về nha mọi người. Mời anh chị và các bạn cùng dùng ăn chấm bơm với mình. Mời cả nhà nha. Có trái cái lụ nữa mà không có thời gian để mà ăn. Phải ăn để chấm bơm đi cái sao. Bơm, bơm này tươi ngon, nước nhiều. Ừ, mềm đó. Ngọt, ngon mọi người. Ăn cũng đã khác lắm. Mấy dây dây này cũng đẹp ghê mẹ. Dây bầm đó giống bông hiền lý. Mình thấy mình cái dòm riết giống y bông hiền lý. Hôm nay mình đi vừa đi dã ngoại ăn uống mà còn vừa được hái rau đem về nữa mọi người. Rau dại. Rau cay hả mẹ? Cay. Rau này ăn hồi gái tới giờ ba mấy năm mình nay bắt đầu mình mới thấy, mới hái ăn là đây là lần đầu tiên. Ừ, hình như hồi đó ở bên kế nhà cũ mình có mẹ. Kế nhà chị gái á. Nha. Một hai cặn ngoài đường ai hái chi. Còn này mình thấy mình hái ăn thôi. Là nay là hồi con gái tới giờ là mấy chục năm mình mới ăn lại. Ba mấy năm. Hôm đó người ta trồng cây gì lá bự bự mà. Măng cục á. Cái măng cục. Ở đây người ta trồng mà không ít chăm sóc. Nó hơi cằn cỗi. Ở đây mà được cái vườn chôm chôm ngon. Nga thích chôm chôm lắm mọi người. Hồi xưa mà thích chứ giờ mà cũng thích lắm. Đây ăn nó nóng. Chỉ cho chôm chôm nhà mình ăn sao nghe được thôi chứ còn chôm chôm người ta ăn nóng quá. Giống như bỏ thuốc bỏ men gì đâu ăn nóng quá. Thì chôm chôm ăn nó cũng nóng đã ngọt. Đồ cũng nóng. Ở đây bướm quá trời luôn, đẹp lên. Cánh đồng mênh mông, bướm bay. Vập vờn. Hai chú gì mà chú già hay chú sớt? Sớt. Sao nãy con thấy cái cây ngã trái nó dài dài giống chú già quá. Trái chín luôn chú thứ là nói gì? Thấy dài dài. Thứ còn non. Khúc gì mà già già. Già nó phải một gan tay vậy nó già. Bữa nay mình ăn trên mấy trái đỏ đỏ không? Bơm cũng đỏ mà lụ cũng đỏ. Rồi thôi bữa ăn uống của Nga và mẹ bên cạnh bờ sông đến đây là kết thúc nha. Nga và mẹ xin được phép nói lời chào tạm biệt mọi người. Mọi người xem nhớ bấm like, share và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Nga và mẹ để kênh ngày càng phát triển hơn nha. Rồi, bye bye. Tạm biệt chị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người.